chào tất cả các bạn sắp là tân sinh viên. Chị xin tự giới thiệu, chị là Yến. Chị là khóa K34 của trường Đại học Kinh tế, chuyên ngành kiểm toán. Hiện nay thì chị đang làm phụ trách thuế cho một công ty thuộc lĩnh vực fintech. Hôm nay chị có mặt ở đây để chị giới thiệu với các bạn về một số cái tổng quan của ngành kiểm toán để các bạn có thể có một cái bước chọn ngành phù hợp với mục tiêu phấn đấu của các bạn trong tương lai. Khái niệm cơ bản của ngành kiểm toán đó là chữ audit. Thì cái chữ audit này đó đến từ tiếng Latin, có nghĩa là người nghe. Ngày xưa thì trong các chế độ La Mã, nhà nước La Mã đã tuyển dụng một số quan chức để họ làm cái việc là kiểm tra tính chính xác của các hoạt động tài chính trong công ty. Và nói một cách đơn giản để các bạn có thể hình dung một ngành kiểm toán, đó là chúng ta sẽ vận dụng tất cả các chuẩn mực, các bộ tục phân tích, logic, kiểm tra, kiểm kê này nọ để chúng ta có thể đưa ra một cái kết luận về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính của cái công ty hoặc là cái tổ chức mà chúng ta được đến để làm việc. Thì về cơ hội thăng tiến, cơ hội nghề nghiệp sau khi các bạn học xong cái ngành này, các bạn có thể bước vào rất là nhiều lĩnh vực, ví dụ như là một hãng kiểm toán, một công ty dịch vụ kế toán, công ty tài chính, quỹ đầu tư hay là thậm chí là cả ngân hàng nữa. Chị nói một cái cách basic nhất là về bắt đầu từ một hãng kiểm toán nha. Bắt đầu khi mà các bạn vô làm cho một hãng kiểm toán thì các bạn sẽ là trợ lý kiểm toán, rồi các bạn sẽ cố gắng học tập, phấn đấu, rèn luyện, làm công việc cho thật tốt để cuối năm các bạn sẽ được đánh giá là các bạn làm tốt hay không, các bạn có đủ khả năng để bạn tiến thêm một bậc hay không. Ví dụ như các bạn bắt đầu từ Start One ở một công ty thì cuối năm sau khi các bạn đã thực hiện tất cả các công việc, các bạn được đánh giá là tốt, các bạn sẽ có thể lên Start Two, lên Senior. Hoặc sau này khi các bạn đã qua một thời gian phấn đấu làm việc thì các bạn sẽ cố gắng để có được cái chứng chỉ hành nghề và chúng ta sẽ có những bước tiến cao hơn trong công việc. Ví dụ như là lên Manager, lên Director hoặc cao nhất thì chúng ta có thể lên tạp mô ở một hãng kiểm toán. Cái điều mà làm cho ngành kiểm toán đặc biệt hơn những ngành khác đó chính là cái việc các bạn sẽ được tiếp xúc với rất là nhiều lĩnh vực, rất nhiều ngành nghề khi các bạn mà đi làm. Ví dụ như các bạn làm kiểm toán cho một công ty thuộc lĩnh vực sản xuất, sau đó các bạn có thể làm cho một công ty thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ hoặc là ngân hàng gì đó, thì các bạn sẽ có cái kiến thức rất là rộng về tất cả các ngành trong cái khối kinh tế của chúng ta. Sau đó các bạn có thể chọn là các bạn có thể bước tiếp làm một kiểm toán viên chuyên nghiệp, hoặc các bạn có thể bước vô một cái công ty, một cái lĩnh vực riêng nào đó, ví dụ như chị thì đang là fintech chẳng hạn. Đi học và đi làm thì thực ra nó cũng khá là khác nhau. Bởi vì khi mà đi học, các bạn sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản, giống như là các bạn sẽ được thầy cô dạy là chuẩn mực này chúng ta sẽ áp dụng như thế nào, hoặc là trong trường hợp này chúng ta sẽ áp dụng thủ tục kiểm toán gì. Tuy nhiên khi mà các bạn ra làm, các bạn có thể sẽ ra chạm rất là nhiều, có thể là cái khách hàng đó chúng ta áp dụng thủ tục này không được, các bạn sẽ linh hoạt là các bạn có thể sử dụng một cái thủ tục kiểm toán khác hoặc là một cách phân tích hay là một cái gì đó để làm sao cuối cùng các bạn vẫn đạt được cái mục tiêu của mình là báo cáo tài chính trung thực và hợp lý hay không. Để giải oan một số cái hiểu lầm về ngành kiểm toán thì chị cũng muốn nói, ví dụ như có một số cái như là chị ngành này rất là cực nên là không phù hợp với các bạn nữ. Thì thật ra nó cũng không đúng, tại vì trong các công ty kiểm toán lớn hiện nay thì partner nữ rất là nhiều. Vì vậy thì chỉ cần bạn thật sự cố gắng thì bạn có thể làm được. Còn về cái việc mà kiểm toán chỉ là những con số thì thực tế là không phải như vậy. Khi các bạn đi đến một công ty, các bạn sẽ phải giao tiếp với khách hàng như thế nào để các bạn tìm ra được bằng chứng. Các bạn sẽ phải làm các thủ tục phân tích, hoặc các bạn sẽ phải quan sát hoặc nhiều cái thủ tục khác nữa, chứ không chỉ là nhìn trên những con số để cuối cùng các bạn đưa ra phán đoán. Cái phán đoán đó thì sẽ là không chính xác. Về chứng chỉ hành nghề thì thật ra khi nào các bạn ký tên trên báo cáo kiểm toán
thì nó cần chứng chỉ hành nghề thôi. Chứ còn bình thường các bạn mới ra trường thì các bạn vẫn đi theo cái con đường làm kiểm toán, thì các bạn sẽ bắt đầu như hồi nãy chị đã chia sẻ ha, bắt đầu từ một nhân viên trợ lý bình thường, bắt đầu mình đi lên, chứ không cần phải là bạn mới ra trường thì dĩ nhiên bạn đâu có bằng. Và với lại chứng chỉ kiểm toán bạn cũng phải cần có 5 năm kinh nghiệm thì bạn mới bắt đầu được, có thể được cấp chứng chỉ sau khi bạn hoàn thành các bài thi. Để chị cho lời khuyên về các bạn chọn ngành này thì chị cũng biết là tất cả các ngành nghề đều khó như nhau. Tuy nhiên thì ngành kiểm toán chúng ta sẽ yêu cầu cao hơn một chút ở cái việc là chúng ta phải có cái sự chính trực. Vì vậy khi mà các bạn theo cái ngành này thì các bạn phải có một mục tiêu rõ ràng và cố gắng theo đuổi mục tiêu đó, và luôn luôn giữ vững cái tính chính trực của bản thân để không bị sa ngã trong một số cái trường hợp đặc biệt nào đó. Và chị nghĩ là nếu các bạn theo đuổi được cái tính chính trực này thì các bạn sẽ thành công rất nhiều trong lĩnh vực kiểm toán.